Vậy là 20 năm đã trôi qua, 20 năm kể từ khi bộ phim Kamen Rider đầu tiên thuộc kỷ Heisei, Kamen Rider Kuga, chính thức được phát sóng. Đây có thể được coi là một vết son đáng nhớ cho lịch sử của dòng phim Kamen Rider, là một nền móng cực kỳ vững chắc để đưa thương hiệu phim này phát triển mạnh mẽ tới tận ngày hôm nay. Kuga, một lịch sử mới, một anh hùng mới, là hơi thở của thời đại mới, là niềm tự hào đầy to lớn của những người đã dày công tạo nên cái tên Kamen Rider. Hôm nay, để kỷ niệm 20 năm ra mắt bộ phim Kamen Rider Kuga, hãy cùng RTK Media chúng mình tìm hiểu về bộ phim này, về người anh cả máu mặt của làng Heisei Rider nhé. Trước tiên, như thường lệ, là một vài thông tin cơ bản xoay quanh bộ phim này. Kamen Rider Kuga là phần phim Kamen Rider thứ 10 và là Heisei Kamen Rider đầu tiên, được hợp tác sản xuất giữa Toei và Ishimori Productions, chiếu trên kênh TV Asahi từ ngày 30 tháng 1 năm 2000 đến ngày 21 tháng 1 năm 2001. Tiếp theo, ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cốt truyện của Kamen Rider Kuga nhé. Từ xa xưa, tộc ác nhân Grongi đã đe dọa, tấn công những người của tộc Rinto. Chúng là nỗi khiếp sợ cho con người thời bấy giờ. Nhưng trong tình thế khó khăn, một chiến binh cổ đại có tên Kuga đã xuất hiện và tiêu diệt các Grongi, phong ấn tên cầm đầu của bọn chúng vào sâu trong một hang động. Mối họa tạm thời được đẩy lùi. Ngày nay ở thời hiện đại, quá trình khảo cổ và khai quật lăng mộ chiến binh cổ đại thời bấy giờ của những nhà khoa học trên núi Kurogatake đã vô tình hóa giải phong ấn năm đó của thủ lĩnh tộc Grongi. Sự hồi sinh của hắn cũng kéo theo đó là sự tái xuất của 200 Grongi ở thế giới hiện đại, với tên gọi khác là thể sống bí ẩn không xác định do cảnh sát phân loại. Những sinh vật man dợ này tiếp tục dã tâm săn lùng, đổ sát con người cho trò chơi bóng tối của chúng. Trước tình thế cấp bách, một chàng trai trẻ mang tên Godai Yusuke, người đàn ông với 2.000 tài lẻ, đã hấp thụ sức mạnh cổ đại từ chiếc Arco Belt mà vị chiến binh khi xưa từng sử dụng. Cậu hóa thân thành Kamen Rider Kuga để đương đầu với các Grongi, chiến đấu bảo vệ cho nụ cười của mọi người. Bên cạnh những trận chiến của Kuga là nỗ lực của những con người thuộc sở cảnh sát thành phố để vén màn những bí ẩn đằng sau tộc sinh vật cổ đại Grongi và sự xả thân quên mình của họ để bảo vệ bình an cho người dân. Để nhận xét chung nhất về cốt truyện của Kamen Rider Kuga thì mình chỉ có thể dành một lời khen đặc biệt nhất cho nó. Series này là chuẩn mực cho nghệ thuật xây dựng cốt truyện và phát triển nhân vật. Ra mắt vào cuối thế kỷ 20, phim mang hơi thở của loạt phim tokusatsu thời bấy giờ với những câu chuyện nặng nề, u tối. Kamen Rider Kuga không đơn thuần là một bộ phim siêu anh hùng dành cho trẻ em. Nó là một bộ phim trinh thám có thể phù hợp ngay cả với những khán giả trưởng thành. Mỗi tập phim là một vụ án khi cảnh sát và Kuga cùng nhau đương đầu với những trò chơi đồ sát của Grongi. Bộ phim bao trùm bởi những bí ẩn, những nút thắt, những câu đố, thu hút trí tò mò của khán giả. Có thể nói, một khi đã bắt đầu xem Kamen Rider Kuga, thì khán giả khó mà có thể bỏ dở phim giữa chừng được, vì kịch bản của series này thực sự rất biết cách để giữ chân khán giả xem phim. Bởi đan cài trong từng vụ án đơn lẻ là sự phát triển tình tiết của một cốt truyện tổng. Từng mảnh ghép trong bộ phim là để vén màn cho một bức tranh to lớn hơn về gốc gác và mục đích của các Grongi. Là phần phim khởi đầu của kỷ nguyên Heisei Rider, series Kamen Rider Kuga đã đặt nền móng vững chắc cho cách triển khai mạch truyện, xây dựng nhân vật, tình tiết của loạt phim Kamen Rider. Song, cũng có những yếu tố trong phim đã được chọn lọc để giúp trẻ em dễ tiếp cận hơn và đã không còn xuất hiện ở những series khác nối tiếp, nên có thể cho rằng Kamen Rider Kuga có một cốt truyện vô cùng độc lạ và thú vị. Không chỉ mang đậm âm hưởng trinh thám, Kamen Rider Kuga sở hữu một câu chuyện đa màu sắc khi nó còn khai thác rất tốt cả những góc khuất trong xã hội, những vấn đề mang đầy tính thời sự như tình trạng của nền giáo dục thời bấy giờ, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, sự mâu thuẫn giữa trách nhiệm và bổn phận, nỗi đau khi mất đi những người thân, vân vân. Tất cả được tổng hòa với nhau một cách khéo léo, gọn gẽ, khiến cho bộ phim không chỉ lôi cuốn bởi những phân đoạn gay cấn mà còn lắng đọng bởi những gam trầm đầy chiêm nghiệm. Thêm nữa, bởi phim chỉ xoay quanh một nhân vật trung tâm duy nhất là Godai Yusuke, nên các tình tiết trong phim và cách khai thác những nhân vật xung quanh Godai trở nên vô cùng mạch lạc và hợp lý. Mạch phim như đã được vạch ra sẵn một trình tự cụ thể và được bám sát để thực hiện một cách hoàn chỉnh cho tới khi kết thúc, nên có lẽ cũng sẽ không ngoa khi nhận định Kamen Rider Kuga là bộ phim Kamen Rider có nội dung đặc biệt, lôi cuốn và gay cấn nhất nhì của thời Heisei. Tiếp theo về nhân vật, ở đây mình sẽ điểm mặt một vài nhân vật nổi bật nhất của cả bộ phim. Đầu tiên, không thể không kể tới là người anh hùng của thời đại này, Godai Yusuke, Kamen Rider Kuga. Yusuke là người đàn ông với 2.000 tài lẻ. Anh có sở thích đi thám hiểm, khám phá những miền xa trên thế giới. Yusuke trở về Nhật Bản cùng lúc với sự kiện tộc Grongi hồi sinh. Anh đã nghe thấy lời kêu gọi từ chiếc Arco Belt để tiếp nhận sức mạnh cổ đại và trở thành Kamen Rider Kuga, chiến đấu bảo vệ cho mọi người. Yusuke là một con người hòa nhã, vui vẻ và đầy lạc quan. Anh tạo được thiện cảm và sự yêu mến cho bất kỳ ai tiếp xúc với anh. Anh có một người em gái tên là Godai Minori. Hai anh em đã mồ côi cha mẹ từ khi còn nhỏ. Việc Yusuke trở thành Kamen Rider Kuga là hoàn toàn tự nguyện, vì mong muốn bảo vệ nụ cười cho mọi người
anh đã không hề do dự khi đứng lên để đương đầu với thế lực tà ác. Có thể nói, lý tưởng chiến đấu của Yusuke nghe có vẻ đơn giản, song khi ta soi xét kỹ hơn, đây thực sự là một lý tưởng vô cùng vĩ đại. Yusuke không hề đao to búa lớn rằng mình phải chiến đấu vì nhân loại, vì thế giới. Anh chỉ đơn giản là chiến đấu vì nụ cười của người khác, vì không muốn ai phải rơi lệ. Bởi một khát vọng cụ thể và đơn giản tới như vậy, Yusuke không ngừng tiến về phía trước, thậm chí đánh cược cả an nguy, nụ cười của bản thân để bảo vệ cho những người khác. Cũng vì một khát vọng cụ thể như vậy nên lập trường chiến đấu của Yusuke khó có thể bị lung lay. Bởi bản tính hướng thiện của anh giúp anh không rơi vào những cạm bẫy bóng tối khi sở hữu sức mạnh phi thường. Không phải ai cũng sẵn sàng xả thân quên mình vì người khác. Làm ngơ luôn dễ dàng hơn là nhận lấy trách nhiệm. Song, Yusuke là hình mẫu lý tưởng của một người anh hùng ngoài đời thực, cống hiến cho mọi người bằng một cái tâm trong sáng, luôn nhận trách nhiệm và những điều khó khăn nhất về bản thân mình. Chính bởi lý do đó mà những cảnh sát trong thành phố đã từng nhận định rằng nếu không phải là Yusuke, sẽ khó có ai dám chiến đấu tới cùng mà không bỏ cuộc giữa chừng như anh ta. Nhìn chung, Kodai Yusuke là một hình tượng nhân vật kiểu mẫu, có thể tạo được ấn tượng cho khán giả ngay từ những giây phút đầu tiên. Điều này có được hẳn phải kể tới đóng góp không nhỏ của nam diễn viên Joe Odagiri. Tuy không phải là người yêu thích loạt phim tokusatsu và cũng không thích vào những vai dạng anh hùng siêu phàm như Kamen Rider Kuga, song Joe đã thực sự lột tả trọn vẹn nhân vật mà anh đảm nhận, khiến cho Kodai Yusuke trở nên đầy sống động, chiếm trọn tình cảm của khán giả. Có lẽ phần nào mình cảm thấy biết ơn vì Joe đã nhận lời vào vai nhân vật này. Tiếp theo, một nhân vật không kém phần quan trọng là thanh tra Ichijo Karu. Anh là người đi đầu lãnh đạo chiến dịch chống lại các thể sống bí ẩn không xác định, Grongi. Ichijo là người đầu tiên của sở cảnh sát đặt niềm tin vào Kuga, một thể sống bí ẩn khác mà anh chưa thực sự hiểu rõ. Chính nhờ niềm tin và những hỗ trợ tối đa của Ichijo, Kuga mới có thể toàn lực đương đầu với đám Grongi. Dù là một con người bình thường, thanh tra Ichijo mang trong mình sự kiên trường, lòng quả cảm, trái tim nóng của một vị cảnh sát mẫu mực. Như Yusuke, anh sẵn sàng lao vào hiểm nguy để bảo vệ an toàn cho người khác. Tuy là một người phàm, anh sẵn sàng đối mặt với các Grongi không một chút sợ hãi. Niềm tin Ichijo dành cho đồng đội của mình thực sự lớn tới mức giúp anh thuyết phục được cả những người khác trong sở cảnh sát tin vào Kuga, giúp họ đồng lòng cộng tác với Kuga để chiến đấu vì một mục tiêu chung. Có thể nói, thanh tra Ichijo đã làm hết sức mình để giúp cho Yusuke có được sự hỗ trợ tốt nhất. Tuy bộ phim chỉ có một rider trung tâm, song vai trò của thanh tra Ichijo còn hơn cả một second rider đối với Kuga. Anh là một đồng minh đáng tin cậy, là đòn bẩy, là sức mạnh vô hình giúp sức cho chiến binh Kuga trên con đường bảo vệ nụ cười của mọi người. Tiếp theo, nữ chính của bộ phim, Sakurako Sawatari. Sakurako là bạn của Yusuke, là người giúp anh giải mã sức mạnh của bộ giáp Kuga thông qua việc phiên dịch những văn tự cổ của tộc Linto. Sakurako từng hỗ trợ cho giáo sư Natsume trong công tác khai quật lăng mộ cổ đại trên núi Kurogatake. Sakurako là một cô gái thân thiện, hòa nhã. Giống với thanh tra Ichijo, cô đóng góp vai trò hỗ trợ vô cùng lớn cho Kamen Rider Kuga cũng như sở cảnh sát. Để giúp sức cho Kuga, Sakurako đã ngày đêm nghiên cứu văn tự cổ của tộc Linto để vén màn bí ẩn sau sức mạnh của bộ giáp này. Có thể nói, cô chính là một nhân tố quan trọng giúp mở khóa tối đa tiềm lực của Kamen Rider Kuga. Không những vậy, Sakurako chứng minh được cô là một người bạn thực sự của Yusuke. Khi dẫu biết rằng bạn mình đang đương đầu với hiểm nguy, cô gạt hết đi những lo lắng của mình để tiếp thêm động lực và luôn cố gắng hết sức để hỗ trợ tối đa cho Kuga. Nhờ những nỗ lực của cô mà những bí ẩn về tộc Grongi dần được hé mở một cách thỏa đáng. Tiếp theo là bác sĩ Tsubaki Suichi và nhà nghiên cứu Enokida Hikari. Tuy là tính nhân vật phụ, song mình nghĩ cũng nên đề cập tới hai người họ vì họ là những nhân tố then chốt giúp cho Kuga có được tiềm lực tối đa. Tsubaki Suichi là một người bạn đáng tin cậy của thanh tra Ichijo. Anh là vị bác sĩ tận tâm, pha chút sự láu cá, hài hước. Anh đồng thời là người theo sát tình hình thể chất của Kodai Yusuke từ những giai đoạn đầu tiên khi cậu bắt đầu trở thành Kamen Rider Kuga. Tsubaki đưa ra những lời khuyên cần thiết, thông thái và những mảnh ghép phù hợp giúp giải đáp sức mạnh của Kuga. Anh cũng góp công không nhỏ trong việc đưa Kuga lên tới hình thái Rising và Amazing. Là người ngoài cuộc bị kéo vào những vấn đề của thể sống bí ẩn không xác định, song bác sĩ Tsubaki vẫn làm việc quên mình để giúp cho sở cảnh sát và Kuga có được sự hỗ trợ tốt nhất. Về phần Enokida Hikari, cô là một người mẹ đơn thân, là nhà khoa học nghiên cứu phát minh ra những công cụ hỗ trợ cho cảnh sát lẫn Kuga đương đầu với Grongi. Enokida là một con người trách nhiệm, tâm huyết với nghề. Những phát minh của cô đã giúp cho con người tiến hóa, khiến những người phàm nay cũng có thể đứng lên để đương đầu với tộc quái nhân Grongi. Song, Enokida luôn phải đấu tranh giữa trách nhiệm của một nhà khoa học và bổn phận của một người mẹ. Bởi dành quá nhiều thời gian và tâm huyết cho công việc, cô đã không thể chu toàn được chuyện gia đình. Mình khá bất ngờ khi Kamen Rider Kuga đưa vấn đề góc khuất gia đình vào phim thông qua nhân vật Enokida. Đây là một điểm sáng mà bộ phim đã làm cực kỳ tốt. Sẵn đây để nhận xét về nhân vật, mình nghĩ sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua các Grongi
thế lực phản diện chính của cả bộ phim. Có thể nói, Grungy là một trong những thế lực phản diện tạo được ấn tượng nhất của các series Rider ở thời kỳ Heisei. Chúng được xây dựng một hệ ngôn ngữ riêng với tạo hình vô cùng ma mị và lối biểu cảm đặc trưng. Không những vậy, phim khắc họa được cả tập tính sinh sống và săn mồi, thực hiện nghi thức, trò chơi bóng tối của giống loài này. Tất cả khiến cho tập Grungy trở nên nổi bật, không bị nhầm lẫn với những quái nhân khác. Hai tên Grungy mình ấn tượng nhất trong phim có lẽ là Zu Gomagu, thể sống bí ẩn số 3, và Ra Barubade, thể sống bí ẩn B1. Đây là hai tên Grungy được tập trung xây dựng biểu cảm và có nhiều đất diễn nhất. Chúng phần nào giúp cho người xem cảm nhận được sự ma mị khác thường của những quái nhân tập Grungy. Nhìn chung về tuyến nhân vật của Kamen Rider Kuga, như mình đã nói, bộ phim là chuẩn mực của nghệ thuật xây dựng nhân vật, lấy Godai Yusuke làm gốc, khai thác toàn bộ những nhân vật xung quanh anh. Chính bởi vậy, toàn bộ những nhân vật từ chính, lẫn phụ và rất phụ trong Kamen Rider Kuga đều được xây dựng một cách hoàn chỉnh, khiến họ không thể bị nhầm lẫn, cũng không bị trở nên mờ nhạt. Dường như bất kỳ nhân tố nào xuất hiện trong bộ phim đều có vai trò nhất định cho riêng mình. Nhờ vậy, tuy sở hữu một lượng nhân vật không phải là ít, song Kamen Rider Kuga vẫn thành công trong việc tạo dấu ấn nhân vật cho khán giả, vẽ ra một bức tranh tổng thể chân thực nhất về con người và thế giới trong bộ phim. Về phần âm nhạc, có lẽ với ca khúc chủ đề Kamen Rider Kuga thể hiện bởi Masayuki Tanaka thì mình nghĩ không còn gì để có thể chê được nữa. Đây là một ca khúc đầy hào sảng, ca ngợi khí chất của người anh hùng cô độc Kuga. Ngoài ra, các bản BGM được sử dụng trong phim cũng được biên soạn rất thông minh và cài cắm đúng chỗ, không chỉ giúp làm tăng độ kịch tính trong từng trận chiến, tạo không khí căng thẳng trong những phân đoạn trinh thám, sự thảnh thơi trong những khoảng nghỉ, mà còn truyền tải trọn vẹn tinh thần của bộ phim tới cho khán giả. Về hành động và kỹ xảo, bởi Kamen Rider Kuga ra mắt vào năm 2000 nên mình nghĩ cũng không nên quá khắt khe khi nhận xét về vấn đề này. Có thể nói, phần hành động của phim đã được làm khá tốt. Những cảnh chiến đấu của Kamen Rider Kuga tuy không có nhiều hiệu ứng cháy nổ, màu mè như những bộ Kamen Rider hiện tại, song nó có sự trần trụi, thực tế trong cách chiến đấu và nhịp độ của từng trận đấu được triển khai khá tốt, vẫn giữ lại cảm xúc cho khán giả. Đặc biệt, phim có những cảnh chiến đấu bằng xe gắn máy cực kỳ đã mắt và có đầu tư, khắc họa rõ nét và chân thực nhất định nghĩa của cái tên Kamen Rider. Tiếc là yếu tố này không còn được duy trì thường xuyên trong những series Kamen Rider sau đó nữa. Tuy vậy, kỹ xảo thì hoàn toàn không phải là điểm mạnh của phim. Những cảnh biến hình hay nâng cấp, chuyển form trong phim được làm rất giả và xấu. Nhưng biết sao được, đây là một bộ phim ra mắt cách đây 20 năm, có lẽ ta nên nhìn nhận vấn đề thoáng hơn một chút. Dù sao thì việc kỹ xảo tồi trong một bộ phim đã cũ vẫn đỡ hơn là khi nó xuất hiện trong một bộ phim điện ảnh của thời hiện đại mới ra mắt năm trước, phải không? Cuối cùng, trước khi kết thúc bài review, mình sẽ tiết lộ một vài chi tiết thú vị xoay quanh bộ phim Kamen Rider Kuga. Đây là series Kamen Rider cuối cùng có sự góp mặt của chỉ một Rider duy nhất. Kamen Rider Kuga từng có kế hoạch triển khai một phần phim điện ảnh, song vì vấn đề kinh phí, dự án này đã không được thực hiện. Nếu phần phim điện ảnh này được công chiếu, nó sẽ xoay quanh một nhóm Grungy mới ở Bắc Mỹ, dẫn đầu bởi một Grungy hình dạng sói. Hình mẫu Grungy này đã được áp dụng để tái sử dụng trong series Kamen Rider Decade ở thế giới Kuga, mang tên En Gamio Zida. Nhân vật Godai Yusuke do nam diễn viên Joe Odagiri đã từng gây sốt cho những bà nội trợ thời bấy giờ bởi nét đẹp thân thiện, nam tính của anh. Ở thời điểm đó, thuật ngữ hiệu ứng Odagiri ám chỉ cơn sốt của những nam thần thu hút sự chú ý của khán giả nữ lớn tuổi hơn đã được sinh ra. Vào Japan World Heroes 2017, nam diễn viên Noboru Kaneko, thủ vai Kakeru Shishi, Garret của chiến đội bách thú Garanger, đã từng tiết lộ rằng anh từng tham gia casting cho vai diễn Godai Yusuke, nhưng sau cùng vai trò này đã được giao cho Joe Odagiri đảm nhiệm. Vậy trên đây là tất cả những nhận xét, đánh giá của mình về bộ phim Kamen Rider Kuga. Có thể nói mình cảm thấy may mắn khi giữ bộ phim này lại tới giờ mới xem, bởi có thể nếu như xem sớm hơn cách đây vài năm, mình khó có thể cảm nhận trọn vẹn được cái hay mà bộ phim đem lại. Từ cách xây dựng, triển khai cốt truyện, cách khai thác nhân vật, cho tới cách thắt nút, mở nút, giải mã những bí ẩn trong phim đều thuyết phục và thỏa đáng. Quả thực, đây là một trong những tượng đài của dòng phim Kamen Rider thời kỳ Heisei. Nó giúp mình hiểu được tại sao Kamen Rider Kuga lại tạo được cơn sốt lớn tới như vậy tại thị trường ở Nhật Bản, với rating lên tới tận 9,7%. Thực sự thì đây là một bộ phim đã định nghĩa lại giá trị và khuôn mẫu của loạt phim Kamen Rider theo hướng hiện đại hơn, là sự trở lại đầy ngoạn mục của thương hiệu phim Kamen Rider sau hơn 10 năm vắng bóng. Với những bạn là fan của Kamen Rider, mình nghĩ các bạn rất nên bỏ thời gian ra xem bộ phim này. Sẽ là một thiếu sót vô cùng lớn nếu như các bạn bỏ qua series Kamen Rider Kuga. Kết lại bài review này, nếu như các bạn yêu thích nó, hãy like và share để nhiều người biết tới sản phẩm của RTK Media hơn. Nhớ để lại bình luận của các bạn về cảm nghĩ của bộ phim ở phần bên dưới. Subscribe cho kênh và ấn vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất được chúng mình tung ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Kaitoki của RTK Media.
Xin chào. アンデッドは全て封印した。 お前が最後だ。 ジョーカー! 俺とお前は戦うことでしか分かり合えない!